Theo thông tin cập nhật từ ban tổ chức giải Marathon Quốc tế thành phố Mới Bình Dương năm 2022, cúp Sâm Ngọc Linh Công Tinh K5, trong ngày đầu tiên mở bán vé Super Early Bus với mức giá siêu ưu đãi, các vé VIP đã cháy hàng, đặc biệt vé dành cho cự ly 42 km hết từ rất sớm. Theo thống kê, vé Super Early Bus VIP 10 km đã bán tổng cộng 134 vé, cự ly 5 km là 115 vé, cự ly 21 km bán được 303 vé và 42 km là 119 vé. Hiện tại ban tổ chức đang mở bán vé Early Bus từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 18 tháng 8 năm 2022 với mức giá ưu đãi không kém. Các runner có thể đăng ký qua trang raisy.com để nhận được những ưu đãi sớm nhất.